Người đàn ông này thường lừa gạt bé gái hàng xóm đi vào nhà vệ sinh để chơi trò chơi gãi ngứa trong đó với hắn ta. Bé gái tên Odette, cô bé là đứa trẻ có thiên phú nhảy múa. Cô giáo đề xuất cho Odette đến Paris đào tạo chuyên sâu, nhưng mẹ lại cho rằng Odette tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa thể sống độc lập. Nhưng Odette vẫn cực kỳ muốn đi, vì phòng vệ sinh có cánh cửa màu hồng ở trong nhà là một nơi rất đáng sợ. Mỗi lần chú hàng xóm Gilbert đều ở trong đó chơi trò chơi không thể nói với cô bé. Bé gái nhỏ tuổi không biết từ chối, Odette chỉ muốn làm một đứa trẻ nghe lời, ngoan ngoãn. Mà biểu hiện thân thiện thường ngày của Gilbert khiến người không biết rõ chân tướng như bố mẹ Odette luôn tiêm vào đầu Odette suy nghĩ Gilbert là một người chú tốt. Chuyện này khiến tên cặn bã Gilbert càng đắc ý. Dần dần Odette cũng bắt đầu hiểu chuyện. Cô bé rất kháng cự những hành vi này của Gilbert. Mỗi lần hắn ta xong việc đều lấy khăn quàng của cô bé lau sạch sẽ. Mẹ phát hiện khăn của Odette cứ nhớp nháp thì rất tức giận. Bà ấy nghĩ cô bé sắp đến Paris đào tạo mà vẫn không thể chăm sóc tốt bản thân. Odette chỉ có thể ấm ức trốn vào chăn. Cô bé không có cách nào giải thích thứ trên khăn quàng là cái gì. Lúc này Gilbert lại gọi điện thoại tới. Hắn ta mong Odette có thể đi cùng gia đình hắn lên núi nghỉ mát. Thế nên mẹ cô bé đã đồng ý. Đây cũng là cơ hội để Odette rèn luyện việc sống một mình bên ngoài. Cứ như vậy kế hoạch của Gilbert lại thành công rồi. Đến tối Odette với Gilbert ở chung với nhau. Kể cả con trai Gilbert ngủ ngay bên cạnh, hắn ta vẫn chui vào chăn của Odette để bắt đầu chơi trò chơi không thể nói. Mà sau đó Odette như ý nguyện được đến Paris đào tạo. Kể cả nhà ở cũ nát còn sơn toàn màu đen, nhưng Odette vẫn rất vui vì cô bé cuối cùng cũng được rời khỏi nhà, rời xa ông chú hàng xóm kinh tởm kia. Cô bé chăm chỉ tập luyện trên sân khấu để thực hiện ước mơ trở thành vũ công, nhưng tin xấu lại ập đến. Cô bé rất nhanh đã nhận được bưu phẩm Gilbert gửi đến, trong đó là một cái khăn và một tấm thiệp, bên trên có viết tuần sau chú đến thăm cháu. Bé gái 6 tuổi này đã bị ông chú hàng xóm xâm hại trong thời gian dài, cho nên dù chỉ 10 tuổi Odette đã có kinh, nhưng vì cơ thể cô bé quá trưởng thành nên mẹ Odette cũng không mấy để tâm. Nháy mắt đã đến mùa hè năm thứ 2, cả nhà Odette đến biệt thự của Gilbert nghỉ mát. Trong hồ bơi, hắn ta có hành động thân mật với Odette. Người bên cạnh nhắc nhở bố cô bé, anh không thấy Gilbert có hơi thân mật với Odette ư? Nhưng ông bố lại cực kỳ tin tưởng người hàng xóm này. Ông ta cho rằng Gilbert có 3 đứa con trai nên rất muốn có con gái, cho nên mới rất thân với Odette. Sau đó Gilbert đi theo Odette về phòng. Odette mong bố sẽ đi vào, sau đó phát hiện ra hành vi cầm thú của Gilbert, rồi đánh cho hắn ta một trận. Nhưng hiện thực thì bố cô bé không hề xuất hiện. Odette chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô bé dũng cảm từ chối yêu cầu của hắn ta, nhưng Gilbert lại giả bộ đáng thương, bảo bản thân rất thất vọng cũng rất đau lòng. Thế nên Odette lại một lần nữa thuận theo Gilbert. Trải qua sự giày vò hết lần này đến lần khác, Odette cuối cùng cũng trưởng thành. Cô ấy bắt đầu đi khắp nơi biểu diễn. Từ đó không còn về nhà nữa, Odette mất đi vẻ đẹp điên điên khùng khùng, tính tình cũng trở nên nóng nảy, hành vi cử chỉ phóng đãng. Từ ngôn ngữ cơ thể khi Odette nhảy múa, thầy giáo nhìn ra cô ấy có rất nhiều chuyện đau buồn trong quá khứ, thế nên khuyên cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý. Odette kể hết những chuyện đã phải trải qua khi còn nhỏ, nhưng cô ấy vẫn không muốn đối mặt, cũng không thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ. Odette chưa từng nói với người thân, cũng không dám nói với họ. Sau một thời gian tiếp nhận trị liệu tâm lý, bệnh tình của Odette đỡ hơn rất nhiều. Cô ấy gặp được bạn trai yêu thương mình. Odette đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, nhưng người nhà dường như không hài lòng về bạn trai của cô ấy. Bà mẹ thấy Odette không có tiền đồ, bữa cơm kết thúc không mấy vui vẻ. Trên đường về nhà, Odette cãi nhau to với bạn trai. Bạn trai thấy cô ấy lúc gần lúc xa, không quan tâm đến cảm nhận của mình. Do vết thương trong lòng, tính cách của Odette trở nên nóng nảy thất thường. Mặc dù cô ấy đã cố gắng níu kéo, nhưng cuối cùng bạn trai vẫn rời xa cô ấy. Odette vô cùng đau khổ, cô ấy cũng muốn giống như người bình thường, có được tình yêu ngọt ngào, nhưng vết thương tuổi thơ khiến cô ấy không có cách nào lãng quên. Tên đàn ông cầm thú này lấy lý do dạy bù để đưa rất nhiều bé gái về nhà xâm hại. Hắn ta đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều cô bé. Odette lấy hết dũng cảm quay về nhà, nói cho bố mẹ biết từng lần mình bị xâm hại trong những năm nay. Bố Odette rất tức giận, ông ta muốn lấy mạng Gilbert vì ông ta cực kỳ tin tưởng người hàng xóm này. Hắn ta lại làm hại con gái mình như vậy. Ông ta vừa tự trách mình vừa thấy hổ thẹn, nhưng thái độ của bà mẹ lại rất kỳ lạ. Khi biết tên cầm thú đã xâm hại con gái mình, bà ta lại bắt đầu nói đỡ cho hắn ta. Chúng ta không thể nghĩ như vậy. Gilbert có sự nghiệp cải rất đẹp trai, không thể là một tên ấu dâm. Bà mẹ lại không tin con gái mình, còn nghi ngờ lời nói của Odette. Sau đó hai mẹ con xảy ra tranh cãi kịch liệt. Bà mẹ mong chuyện này sẽ giải quyết riêng với Gilbert. Ấu dâm là tội rất nghiêm trọng, bà ta không muốn để hàng xóm tốt thân bại danh liệt. Nhưng bố Odette rất tức giận, ông ta đưa Odette đến đồn cảnh sát báo án. Trên tòa án, hành vi cầm thú của Gilbert được tố cáo. Hắn ta thậm chí còn xâm hại em gái ruột, hủy hoại cuộc đời cô ấy. Nhưng Gilbert vẫn không biết hối cải, ngược lại còn cho rằng những chuyện này đều do đôi bên tự nguyện. Tôi đâu có ép buộc chúng cởi quần. Sau khi kết thúc thẩm tra, hai mẹ con xảy ra tranh chấp trước cửa tòa. Bà mẹ trách mắng Odette đã hủy hoại cả nhà Gilbert. Đối diện với thái độ lạnh lùng của mẹ, Odette cuối cùng cũng hiểu người có bệnh tâm lý không phải mình mà là mẹ. Đồng thời Odette cũng ý thức được bản thân đã làm tổn thương bạn trai, thế nên cô ấy lấy điện thoại ra gọi điện cho anh ấy. Hai người quay lại với nhau, mà bệnh tâm lý của Odette không cần chữa cũng tự khỏi. Sau này Odette đưa mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý. Mặc dù bà mẹ vẫn giữ thái độ như vậy, nhưng Odette đã sớm được giải thoát. Cô ấy đối với mẹ cũng coi như tận hiếu rồi. Từ giờ Odette sẽ buông bỏ gánh nặng trong lòng, tiến về cuộc đời hoàn toàn mới của bản thân.
Trên đường về nhà, Odette dường như lại nhìn thấy cánh cửa màu hồng đó. Cô ấy mở cửa, dũng cảm đi vào, ôm lấy bản thân cô đơn, vô vọng khi còn nhỏ, rồi nói với cô bé, xin lỗi, tôi đến muộn rồi, từ giờ tôi sẽ không khiến bạn lẻ loi nữa. Little Tico được cải biên từ câu chuyện có thật tại các quốc gia. Đến nay tại các nước vẫn còn xảy ra, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, vẻ ngoài không thể nhìn ra thiện ác của một người, cho nên bố mẹ cần cẩn thận chăm sóc con cái của mình. Chỉ có khi có được tuổi thơ vui vẻ thì mới có được hạnh phúc về sau. Audio Jungle.